nhân loại đang trải qua giai đoạn có nhiều thảm họa và thiên tai do thiên nhiên hoặc do chính con người gây ra, nhưng nhìn chung con người vẫn có thể sống sót. Và thời kỳ đen tối sẽ nhanh chóng đến, sự thanh lọc sẽ diễn ra, con người sẽ chết trên quy mô rất lớn, chỉ có một số người có thể đầu thai vào thời đại đó. Cuối cùng, mọi thứ sẽ thật thuần khiết và đơn giản đến say lòng, mọi thứ đều tràn đầy sức sống và thế giới lúc đó sẽ trở thành một vùng đất hòa bình. Đó là những gì mà tiến sĩ Brian Leslie Wise, một bậc thầy thôi miên nổi tiếng, mô tả về tương lai của trái đất. Bậc thầy thôi miên hiện đại, con người đến trái đất là để trường sinh. Tiến sĩ Brian Wise là một người có uy tín đáng tin cậy. Ông có khả năng thôi miên rất độc đáo, có thể giúp bệnh nhân chữa lành nỗi đau thông qua việc nhìn lại kiếp trước và hướng tới kiếp sau, thúc đẩy cuộc sống tích cực hơn. Câu chuyện bắt đầu với cuốn sách bán chạy nhất của ông, Đời này kiếp trước, Many Lives, Many Masters, được xuất bản vào năm 1988. Sự ra đời của cuốn sách này đã khiến nhiều doanh nhân thế giới, các tỷ phú và các nhà lãnh đạo chính trị lúc bấy giờ trở thành bệnh nhân của bác sĩ Wise. Ông cũng từng là khách mời trên các kênh truyền hình nổi tiếng thế giới như The Oprah Winfrey Show, Larry King Live, 48 Hours và CNN Discovery Channel. Nghiên cứu của tiến sĩ Wise đã trở thành chủ đề của rất nhiều tạp chí, báo và chương trình truyền hình. Lịch trình giảng dạy và các khóa học thôi miên của ông luôn dày đặc. Từ vô thần đến tin vào thần. Trước đây, Brian Wise từng nhấn mạnh rằng mình là một người theo chủ nghĩa vô thần trung thành. Ông tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng hàng đầu của Mỹ như Đại học Yale và Đại học Columbia, được đào tạo chính quy để trở thành bác sĩ. Lúc đó, ông đứng đầu một trung tâm trị liệu chứng rối loạn giấc ngủ, sử dụng thiết bị điện tử để vật lý trị liệu. Ông cũng chỉ đạo một trung tâm quét phổ phát xạ Positron, PET. Wise từng nói rằng ông hoàn toàn hoài nghi về các lĩnh vực phi khoa học như siêu tâm lý học và rằng ông không những không biết gì về khái niệm luân hồi mà còn bác bỏ nó. Và rồi mọi chuyện đã thay đổi khi ông gặp bệnh nhân tên Catherine. Trong quyển sách của mình, ông viết như sau: Khi Catherine được thôi miên, cô bắt đầu nhớ lại những kiếp trước một cách không thể giải thích được. Trong đó còn có cả các bậc thầy tâm linh cao cấp ở các chiều không gian khác đưa ra những lời khuyên. Tất cả các bệnh tật của cô đã được cải thiện sau khi hồi quy tiền kiếp. Điều này khiến tiến sĩ Wise hết sức kinh ngạc. Sau đó ông đã bước vào tìm hiểu thế giới luân hồi và linh hồn. Chính từ quá trình không thể tin, hoài nghi và cho tới khám phá liên tục, cũng như những kinh nghiệm khi tiếp xúc thường xuyên với các bệnh nhân đã khiến giá trị quan của bác sĩ Brian Wise có sự chuyển biến. Ông nhận thấy mình đang chuyển dần từ vật chất sang tinh thần, quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ giữa con người với nhau và không còn bị ám ảnh bởi danh lợi. Ông cũng bắt đầu tìm hiểu được những gì bản thân có thể mang theo và không thể mang theo sau khi chết. Tiến sĩ Wise cũng đề cập trong cuốn sách rằng trong những tuần đó, ông đã xem lại sách giáo khoa của môn gần với tôn giáo mà ông từng học khi còn là sinh viên năm nhất tại Đại học Columbia. Ông phát hiện ra rằng trong Tân Ước và Cựu Ước của Kinh Thánh thực sự có đề cập tới luân hồi chuyển sinh. Nhưng vào năm 325 sau Công Nguyên, Hoàng đế La Mã Constantine và mẹ ông là Helena đã xóa nội dung liên quan tới luân hồi chuyển sinh khỏi Tân Ước. Năm 2005, tiến sĩ Brian Wise tiếp tục xuất bản một cuốn sách có tên Một linh hồn, nhiều cơ thể, Same Soul, Many Bodies. Quyển sách này tiết lộ cách làm thế nào để có tác động tích cực đến đời này thông qua việc nhìn vào tiền kiếp. Cuốn sách bao gồm hơn 10 trường hợp được mô tả chi tiết về những trải nghiệm trong quá khứ và tương lai. Nó cho chúng ta thấy những lựa chọn hiện tại mà chúng ta đưa ra sẽ quyết định chất lượng cuộc sống tương lai của chúng ta như thế nào. Điều thú vị hơn nữa là trong cuốn sách Một linh hồn nhiều cơ thể, bác sĩ Wise đã sử dụng liệu pháp nhìn về tương lai không chỉ giúp nhiều bệnh nhân loại bỏ sự lo lắng, sợ hãi trong đời này mà còn đối mặt với tương lai bằng một thái độ tích cực. Tiến sĩ Brian Wise và một số nhà thôi miên thậm chí còn cùng nói về những thay đổi to lớn sẽ diễn ra trên hành tinh của chúng ta trong thời gian sắp tới. Ba giai đoạn đại biến. Trong những năm tới, các nhà thôi miên nhìn chung nhận thấy trái đất của chúng ta sẽ trải qua ba giai đoạn như sau.
Giai đoạn thứ nhất về cơ bản chính là hiện nay sẽ có nhiều thảm họa và thiên tai do thiên nhiên hoặc do con người gây ra, nhưng chúng chưa phải trên phạm vi toàn cầu. Ngày càng có nhiều thứ độc hại, trái đất quá đông đúc người, ô nhiễm, biến đổi toàn cầu ấm lên nhưng con người vẫn có thể sống sót. Sau đó, thời kỳ đen tối thứ hai của nhân loại sẽ bắt đầu đến. Không rõ điều gì đã gây ra cái gọi là bóng tối này. Nó có thể là sự cần thiết của thanh lọc, nhưng chúng ta thấy con người sẽ chết trên quy mô rất lớn. Chỉ có một số người có thể đầu thai vào thời đại đó. Có thể chủ ý thức của chúng ta sẽ thay đổi và thăng hoa, nên chúng ta sẽ quan sát mọi thứ ở một cảnh giới khác, một không gian khác. Một số người sẽ không còn ở trên trái đất nữa, sẽ đi xa hơn, đến một nơi cao cấp hơn. Một số khác thì lại đầu thai ở những không gian và thế giới khác. Tiếp đến là giai đoạn thứ ba. Khi giai đoạn đó đến, mọi thứ sẽ thật thuần khiết và đơn giản đến say lòng. Mọi thứ đều tràn đầy sức sống và thế giới lúc đó sẽ trở thành một vùng đất hòa bình. Trong khi dùng liệu pháp thôi miên cho hàng nghìn bệnh nhân, tiến sĩ Wise phát hiện rằng mọi linh hồn đều bất tử. Trái đất giống như một giảng đường lớp học lộn xộn, bừa bãi. Các linh hồn khác nhau chuyển sinh, diễn hóa tại đây. Mục đích là để tìm ra tín ngưỡng, học được thiện lương, từ đó vượt qua cám dỗ để trở về nơi sinh ra linh hồn. Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau giống như một dòng sông có nhiều phong cách khác nhau. Những nỗi đau và hận thù ở kiếp trước là những rắc rối và bài học cho kiếp này, mà kiếp sau lại có muôn vàn khả năng. Bạn muốn quay đầu ở khúc quanh của nhánh sông hay hòa vào đại dương êm đềm? Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự lựa chọn hiện tại của bạn. Ở cuối cuốn sách Một linh hồn nhiều cơ thể, tiến sĩ Wise viết như sau: Thế giới thay đổi, tôi cho rằng khi có nhiều người khao khát và theo đuổi một thế giới hòa bình và giản dị hơn, thì một thế giới như vậy sẽ đến. Nếu muốn đạt được điểm này, mỗi người chúng ta cần nhớ, mục đích của chúng ta đến đây là để trường sinh, nhưng có quá nhiều chúng sinh hoặc không biết điều này, hoặc trong những công việc rối ren bận rộn thường ngày, họ đã quên mất tại sao mình lại sống trên đời này. Nói về linh hồn, tiến sĩ Wise mô tả như sau: Linh hồn là phần vĩnh cửu bất tử của chúng ta và sẽ không chết cùng với cái chết của thể xác. Nó là bản tính chân thực của chúng ta. Như thường nói, chúng ta không phải là nhân loại có những trải nghiệm tinh thần, mà là tinh thần có những trải nghiệm nhân loại. Và đó chính là linh hồn của chúng ta. Nếu con người có thể nhìn cuộc sống từ góc độ linh hồn chứ không phải từ góc độ cuộc sống hiện nay, lúc đó con người sẽ hiểu bản chất thật sự của cuộc sống và sống đích thực với bản thân của mình hơn.